Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu bán bộ nồi của Randy đời đầu nha cô chú anh chị. Thì cụm nồi sau em chuyển về Randy đời mới nhất nha cô chú anh chị. Thì chút nữa cô chú anh chị xem em làm như thế nào. Đây là em quay cho anh khách của em rồi em gửi qua cho ảnh luôn. Thì đối với gáp nồi của Yamaha Randy cô chú anh chị cần chú ý khi mà mở ra coi mấy cái post này nè, nhất là cái post này nó xì thì thay liêu luôn nha cô chú anh chị. Thì cái cụm bố sau của đời cũ nó là như thế này nè. Cô chú anh chị, cụm này hầu như nó lỗi rất là nhiều, còn cái cụm đời mới là như thế này. Cô chỉ anh chị nhìn là thấy chảy nước miếng luôn nha cô chú anh chị. Nhìn thèm dữ lắm luôn á. Mình nói thật, nhìn cô chú anh chị nhìn nè. Mã đồ đúng nha, đây là cụm đời mới nhất bây giờ nha cô chú anh chị. Randy thì mình chuyển lại cái cụm đời mới nhất cho mình. Cô chú anh chị nhìn là ghiền. Cái cụm đời đầu là nhất là nó rung, cụm đời mới nó đỡ rung hơn chứ không phải là hết rung nha cô chú anh chị. Mình nói một điều là không có chống rung được nha cô chú anh chị, nó sẽ đỡ rung hơn, nó mượt hơn thôi. Cô chú anh chị mà ham mà chống rung là thua nha cô chú anh chị, đừng có ham như vậy. Thì khi ráp á, cây dên của Randy lúc nào nó cũng không như nè. Tiếp tục có một cái lồng đền, đừng để sót một cái lồng đền nào, nó sẽ hư dên, nó phá cái dên của cô chú anh chị. Mình gặp rất là nhiều. Đây là cái lồng đền. Sau đó rồi mình sẽ cái ắp này không hư cô chú anh chị không có cần mua. Thì tiếp tục cô chú anh chị gắp bi vô cho mình. Cái bi này là 14 gram bi bando. Mình sử dụng toàn là hàng chính hãng không nha cô chú anh chị. Đây là cái bi bando, mình gắp bi như thế này. Có một mặt bích mặt nở, mình cứ quay như vậy. Thì hãng kêu mình làm sao mình làm vậy, mình không có cần phải thì am hiểu nhiều cô chú anh chị. Cứ hãng kêu mình làm gì mình làm đúng y chang là nó đúng thôi. Còn mọi việc thì có gì hãng lo. Rồi cái bạc nè, tiếp tục cái bạc LCD nha cô chú anh chị. Thì những cái thương hiệu mà sản xuất cho Yamaha là LCD nha cô chú anh chị. Mình thì cái nào mà LCD không bán ra ngoài thì mình sẽ lấy hãng. LCD là những cái bao bì như thế này nha cô chú anh chị. Thì lắp bạc trượt, cô chú anh chị đừng có tiếc những cái bạc trượt như thế này. Mình lắp bạc trượt vô nó sẽ êm ái hơn nó cô chú anh chị. Đấy, nhét vô nó sẽ cứng hơn á, nó không bị lỏng. Thứ nhất chạy nó êm ái, nó không kêu. Rồi cô chú anh để lên như thế này đó. Và mình để lên cái bi như thế này, gọi là tấm chặn bi nha cô chú anh chị, tấm chặn bi. Rồi như thế này thôi. Rồi cái này cô chú anh chị kỹ tính á, thì mình dùng mỡ bò chịu nhiệt. Mỡ bò chịu nhiệt mình thường sử dụng mỡ bò là 300 đến 400 độ C. Mỡ bò xanh nè, mình sử dụng mỡ bò này, rất nhẹ trong đây miếng cô chú anh chị. Rồi cho mình gáp vô, nhớ từng cái chi tiết nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi mình để vô gì nha cô chú anh chị. Rồi mình gáp vô như thế này, mình định vô đó là coi như được cái cụm nồi phần cái phần trước nhiêu đó rồi. Nhưng cô chú chị, đây là Randy nè, Randy mang cái mã 2BM dây Curo chính hãng nha cô chú anh chị. Thì hôm nay mình ghi lên nè, mình là trung nè, lúc nào mình trung nè, full, mình ghi chữ full là mình biết rồi. Rồi cái ngày hôm nay là ngày 04 nè, tháng 04 nè, 23 nha cô chú anh chị, 23. Thì cô chú anh chị, rồi tiếp tục mình không có cần, đối với Yamaha mình không cần gắn cái Yaguro lên liền đâu. Tiếp tục mình sử dụng cái cánh quạt. Cánh quạt này cô chú anh chị, những cái đồ cũ thì không nên giữ bất kỳ cái món gì. Cái này nó sẽ làm lệch độ và nó hở Yaguro, để rất là dở. Đây, từng cái mã số. Mình thiếu nha cô chú anh chị, tới cái này rồi tới một cái lông đền mỏng nè, lông đền thép mỏng. Rồi mới tới cánh quạt. Cô chú anh chị đừng có để thiếu sót một cái phần gì hết nha cô chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị để thiếu sót á là nó sẽ hư cái dên của người ta, tội người ta lắm. Hư cái dên nha cô chú anh chị, cứ thiếu một cái miếng lông đền là bắn hư cái dên người ta ngay lập tức nha cô chú anh chị. Đừng có để thiếu sót cái gì, mình khuyên cô chú anh chị. Đây là con tán 17 nè. 17 biết cô chú anh chị thấy không? 17 mình để vô. Khi bắn á cô chú anh chị, khi bắn mình cái tay mình không được bắn tự do như vậy. Mình bắn vừa cái lực vừa phải thôi, rồi mình lách cái chén bi vô, mình đạp cái chén bi vô trong. Tặng cho lực bắn mình không có bị bung những viên bi ra. Còn mình sắp lại. Đây, mình để ra, mình bẫy vậy nha cô chú anh chị, mình bẫy vậy đó. Đây mình bẫy nè. Rồi cái lực cả vậy là mình cảm nhận đủ rồi. Tại vì Yamaha nhiều cô chú anh chị sợ lỏng á, bắn banh dên, và bắn lỏng quá nó lắc nó cũng banh dên, nói chung nó khó lắm cô chú anh chị.
coi vậy chứ làm nhiều khi làm nhà coi như giục xe luôn nha cô chú chị. Đây, đây là cọng dây như thế này, mình đã ký tên hết rồi nha anh, rồi mình gắn lên. Rồi tiếp tục nè, mình gắn cọng dây Goro sẵn lên, đọc chữ được rồi rồi. Thì cái cụm má poly nè, mình đã test mở bò chịu nhiệt, mình vô mình kiểm tra hết. Thì cái cụm này á, cái sức chịu đựng nó chỉ còn được có 50% thôi. Thì mình cái cụm này mình không có thay, nên cái giá thành nó giảm xuống, mình cũng xử lý rất là kỹ rồi. Rồi mình sẽ cân lực những cái lò xo như thế này là đầy đủ rồi, nhưng của chính chị mình bỏ vô thôi. Thì mỗi người cân nồi, mình thì cân theo cái của mình thôi. Cô chú anh chị thấy nè, là cái cụm bố chính hãng, mình lấy lên của LCD của cô chú anh chị xem. Đây là cụm bố đời mới nha cô chú anh chị, mình bỏ xuống vô về cô chú anh chị. Rồi mình lắp cái lông đền mà để bắt cái cụm bố này vô nè cô chú anh chị. Là một cái con tán 46 nha cô chú anh chị. Đây, tán 46 nó sẽ chạy ra là 46 nha cô chú anh chị. Nhiều cô chú anh chị. Còn cái lỗ này nhìn nó giống của Honda nhưng mà lỗ lỗ lớn. Cho anh chị cập nhật giùm mình. Mình chỉ cần để cái chân lên thôi. Mình đạp rồi mình vô nha cô chú anh chị. Làm nồi độ mới có lời, làm nồi chống rung mới có lời nha cô chú anh chị. Còn làm cái nồi chính hãng là không có lời nha cô chú anh chị. Nên mình cũng ít nhận là như vậy. Cô chú anh chị mà muốn xem trực tiếp hay muốn mà đòi hỏi thỏ cái đam mê của mình thì nên làm những cái nồi chống rung á, thì cô chú anh chị trải nghiệm một hai lần thì cô chú anh chị sẽ biết thôi. Còn mình là nhận là nồi chính hãng nhưng mà mình rảnh mình mới nhận nha cô chú anh chị, thông cảm cái phần đó. Thì bắn cái này vô thì không được vịn chuông vịn cứng nha cô chú anh chị, vịn hờ thôi cho nó trượt theo. Rồi vậy là xong rồi á, cái này nè cô chú anh chị kỹ tính thì mình phải lao cái này lại cô chú anh chị, lao lại đây, mình quay mình lao lại, không biết cô chú anh chị thấy không. Rồi mình dùng khăn sạch mình lao lại cái nữa cô chú anh chị, chắc ăn nó sẽ dính bẩn á. Rồi mình sẽ ụp lên cái cụm bố nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nhìn cái chuông nè, nhưng mà LCD á nó sẽ không gia nhiệt, mình thấy nó mới vậy đó, lắp vô là chạy bữa nó xét, cũng giống như những cái chuông này thôi. Còn mới á là nó không có xét nha cô chú anh chị, để bán xong rồi nó mới xét, đó là mình nói thật luôn. Người ta bảo quản do hãng làm vậy, mình không có can thiệp được cái phần này, thì đâu đó có đâu, mình nói đó, nói thật lòng cho cô chú anh chị. Và tiếp tục là con tán 24 nha cô chú anh chị. Đây là con tán 24. Rồi mình chỉ nổ sơ cho cô chú anh chị xem thôi. Rồi mình sẽ tắt cái clip nha cô chú anh chị. Đây. Bắn cái này nè, cô chú anh chị chỉ chọn cái lực thấp nhất, mình bắn thôi, mình bắn giống như gá thôi, tại vì nó không vuột được con ốc đó ra nha cô chú anh chị. Mình gá thôi nè. Nè. Mình cho nó quay vừa đây rồi mình gá nhẹ. Rồi ok nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình nổ mình cho nó chạy cho cô chú anh chị nghe. Rồi mình sẽ tắt cái clip nha cô chú anh chị. Thì mình ký vài cái tên cho nó vui vui trên cái này của mình thôi. Đây là Trung nè, mình ký lên nha cô chú anh chị. 04 nè. 04 nè. 23. Rồi ok nha cô chú anh chị. Mình đã ký hết rồi. Mình chỉ giao xe thôi. Đó. Thì gáp vô là nó chạy im ru nhưng cô chú anh chị, cô chú anh chị thấy nè, cái này nó đang sặc cái ống hơi. Cô chú anh chị thấy một cái điều mình lắp chính hãng là một điều rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Mình mong cô chú anh chị cứ làm một lần chính hãng như vậy. Mà cái kỹ thuật lắp nó quan trọng nha cô chú anh chị, nhất là đừng để mở nó ra nó bám như cái cụm bố ba càng của mình. Đó là cái kỹ thuật lắp cơ bản nha cô chú anh chị, mình phải kiểm tra đầy đủ. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị mua hàng thì liên hệ theo cái số 0866830039, hoặc là cái số mình thường ghi trên cái tiêu đề á, tiêu đề cô chú đi xem xong á nhớ bấm like rồi chia sẻ cái kênh giúp mình đang bán là hỗ trợ rất là nhiều cô chú anh chị, lợi nhuận rất là thấp.